xây dựng pháp luật tiếp tục. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Đây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Về nội dung phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong báo cáo Quốc hội tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Chính phủ tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần, kỷ cương liêm chính, hành động sáng tạo hiệu quả, không chủ quan trong chỉ đạo điều hành. Chính phủ cũng khẳng định, tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư xây dựng, sử dụng ngân sách nhà nước, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, không để thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện nghiêm kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, sớm hoàn thành kết luận thanh tra và xử lý nghiêm sai phạm trong các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát. Cũng trong phiên khai mạc, trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ đã nghỉ hưu. Báo cáo nhấn mạnh và cho biết, cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Người dân ủng hộ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc ra soát, phát hiện và thu hồi các quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn, đồng thời kỷ luật nghiêm đối với nhiều cán bộ vi phạm. Tuy nhiên, việc làm trái các quy định về công tác cán bộ, thực hiện bổ nhiệm sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn, còn tồn tại ở một số ngành, địa phương. Cử tri và nhân dân đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc kiểm tra, rà soát công tác cán bộ trong cả nước, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, công khai, để nhân dân biết và giám sát.